Hành trang Nguyễn Tấn Lộc mang theo lần này có một tác phẩm đặc biệt mang dấu ấn văn hóa Việt Nam là Chrysalamep, Female Seal. Lần đầu được công diễn, tác phẩm Female Seal xuất phát từ sự quý trọng tình yêu thương và cảm xúc pha chút xót xa lẫn ngưỡng mộ dành cho người phụ nữ Việt Nam xưa. Nguyễn Tấn Lộc đã khai thác chất liệu mềm mại bay bổng của lụa Việt Nam và cùng với nhà thiết kế Kiều Việt liên nghiên cứu sáng tạo để có được sự hài hòa trong trang phục múa, kết hợp giữa chất liệu lụa và ngôn ngữ hình thể, các chuyển động tôn vinh trang phục áo dài lụa trong festival tại Italy năm nay. Tác phẩm Chryselameph Female Seal, -si tham dự Festival múa đương đại quốc tế tại Italy 2023. Liên hoan múa đương đại quốc tế Italy 2023 diễn ra từ 19 tháng 7 đến 30 tháng 7 năm 2023 bao gồm hơn 20 đêm diễn tại ba thành phố Salerno, Perugia và Naples. Đoàn Arabes Việt Nam sẽ biểu diễn 5 đêm tại liên hoan múa đương đại này.